Hello các anh em, ngày hôm qua trong cộng đồng nước Hoa đón nhận một cái tin rất là buồn. Đó là sự ra đi đột ngột của nhà thiết kế thời trang Thierry Mugler ở tuổi 73. Và những cái gì theo như mình cập nhật đến hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết được là nguyên nhân qua đời của nhà thiết kế này. Khi mà nhắc đến Thierry Mugler thì chúng ta chắc chắn sẽ phải nhớ đến một dòng nước Hoa rất là nổi tiếng của nước Hoa Nam, đó là dòng Amen, với những cái sản phẩm chất lượng, với những cái độ độc đáo về mùi hương có thể sánh ngang với tất cả những cái sản phẩm, kể cả đắt tiền hơn rất là nhiều. Đó, thì đấy là cái điểm rất là độc đáo của dòng Amen. Do vậy trong cái video của mình ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến các anh em 5 chai nước hoa của nhà Thierry Mugler. Với cá nhân mình, mình đánh giá nó rất là cao về chất lượng mùi hương. Có thể coi đây là một cái video mà mình muốn nói thế nào nhỉ, cầu chúc cho nhà thiết kế thời trang này rest in peace, đó, RIP. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với 5 chai nước hoa mà mình đánh giá rất là cao trong rất nhiều sản phẩm của Thierry Mugler. Ok, lên đường thôi. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến các anh em đó là một sản phẩm được ra mắt vào năm 1996 và nó có tên là Amen by Thierry Mugler. Theo như note list ở trên Fragrantica thì chai nước hoa này nó sử dụng phải đến tầm 20 đến 30 nốt. Và với cái mũi làm của mình thì khi mà xịt chai nước hoa này có hai nốt mình cảm nhận rất là rõ, đó là caramel và cà phê. Nhắc một chút đến nốt cà phê, đây là một nốt mùi hương mà không nhiều nhà nước hoa, mình không biết là có thể là do họ không chuộng hoặc là nó khó để blend mùi, nhưng thực sự là không có nhiều những chai nước hoa mùi cà phê, và chai ngon mùi cà phê thì càng hiếm. Đó, nhưng với Amen thì lại là một cái câu chuyện khác, với một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa vị ngọt của caramel và vị hơi bị cháy một chút của cà phê, tạo nên một cái tông mùi rất là độc đáo. Có thể nói rằng chất lượng mùi hương của chai nước hoa này mình nghĩ rằng nó sẽ phải vượt trội lên so với cái giá thành khi mà được ra mắt. Mà mình không rõ đến thời điểm hiện tại, nếu như theo mình được biết thì chai này hiện tại thì đã ngừng sản xuất, mình không rõ. Nhưng mà mình nghĩ là như thế, bởi vì dòng Amen mấy năm gần đây mình thấy là hơi bị khó tìm. Và cá nhân mình, đây là một mùi hương rất là độc đáo, xuất sắc, trong một trong những sản phẩm xuất sắc của dòng Amen của nhà nước hoa này. Do vậy chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến các anh em là có tên Amen. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai chắc chắn rồi, đây là một sản phẩm mà mình nghĩ rằng nhiều anh em sẽ biết đến nó nhiều hơn, rộng rãi hơn. Đó là Pure Heaven với tông mùi thuốc lá và vani. Nếu mà dùng từ kinh điển thì mình nghĩ rằng có thể là hơi quá, nhưng nó có thể gần đến cái ngưỡng đấy. Chắc chắn rằng khi mà chúng ta vào trong các nhóm hoặc là trên cả ở nước ngoài, hoặc là chúng ta chỉ cần vào Google chúng ta đánh là ví dụ tobacco fragrance, top tobacco fragrance, thì Pure Heaven chắc chắn sẽ phải có trong cái list đấy, đặc biệt nếu như trong cái phân khúc dòng designer. Nói như thế thì chúng ta không thể đánh giá thấp độ độc đáo mùi hương của chai hoa này. Với cái tông mùi của thuốc lá mix cùng với vani, nếu như mình nhớ không nhầm có cả thêm một chút mật ong, tạo nên một cái tông mùi thuốc lá, một chút khô, một chút ngọt của vani, rất là độc đáo. Ở chai nước hoa này nó có một cái gì đấy, nó không phải theo cái xu hướng thuốc lá mềm mại, ngọt ngào như kiểu của Herod, mà ở chai nước hoa này nó có một cái gì đấy chất nam tính, một cái gì đấy chất gai góc, một cái gì đấy chất gọi là một chất bụi của một người đàn ông. Tất nhiên nó không đến mức độ gọi là nồng nàn dữ dội như tobacco vani, mà chai nước hoa này nó nhẹ nhàng hơn, dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên có một cái nhược điểm rất là khá là đáng tiếc, mình không biết là ở bản vintage, có thể là bản cũ của Pure Heaven thì cái hiệu năng mùi của nó như nào, nhưng mà cái chai này của mình thì mình cũng mua đâu cũng phải đến lâu lâu rồi đấy, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái hiệu năng mùi của nó cũng không được tốt cho lắm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bỏ qua cái vấn đề hiệu năng mùi, và anh em nào mà thích kiểu mùi hương thuốc lá nó giống như kiểu là một cái sự khởi đầu cho mùi hương thuốc lá thì chắc chắn rồi,
Mugler Pour Hoa Vàng là một trong những chai nước hoa mà sẽ phải có trong cái gạch đầu dòng của các anh em để cần tham khảo sở hữu. Đó, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba, nhắc đến rượu thì chúng ta thường mình thấy rằng là có các anh em hay nghĩ đến đó là nhà Kilian đó. Và mình cũng không phủ nhận nhà Kilian làm mùi rượu rất là tốt. Thế nhưng nếu để như họ nói là họ tốt nhất hoặc là nếu mà để rượu thì chỉ có nhà Kilian thì là không phải. Đấy là một cái mình cảm thấy là hơi vội vàng và thiếu sự tổng quan, bởi vì thực tế là cũng có rất rất nhiều nhà nước hoa đã có những sản phẩm có sử dụng nốt rượu rất là thuần thục, rất rất là xuất sắc. Và Pure Malt của Mugler là một trong những chai nước hoa như thế, với sự kết hợp của rượu, nếu như mình nhớ không nhầm, rượu nhưng mà là của nó là rượu whisky đó, cộng thêm với bùn đã nên một cái tông mùi có thể gọi độc đáo. Nói thật với các anh em là từ lúc mình bước vào cái thế giới mùi hương cho đến bây giờ, mình chưa hề gặp bất kỳ một chai nước hoa nào có một cái tông mùi giống như chai nước hoa Pure Malt này. Rất rất là độc đáo, mang âm hưởng của phương Đông và cái vị rượu của nó thì ngửi đúng như là chúng ta đang được thưởng thức một cái ly rượu để lâu năm ở trong hầm đó, chúng ta lấy ra và chúng ta ngửi, khi mà cảm giác xịt xong thì tuyệt vời, không hề có một cái gì đấy là hóa học, không hề có một cảm giác nó gợn mũi, nó gây một cái gì đấy nó giả tạo, không phải, đúng là một cái mùi rượu tuyệt vời, rất rất là ok. Do vậy mà nếu như anh em nào mà mùi rượu, chúng ta không biết rằng nên sở hữu chai nước hoa nào có một cái nốt rượu xuất sắc, thì đây, bằng mọi giá chúng ta sẽ phải cố gắng để sở hữu chai nước hoa này, Thierry Mugler Pour Malt, xứng đáng đến tận từng sen một khi sở hữu chai nước hoa này. Đó là vị trí thứ ba. Vị trí thứ tư là một chai nước hoa có nét tương đồng với Tom Ford Nellore Portofino, một mùi hương của Shopee, của một mùi sạch sẽ giống như chúng ta vừa ở trong nhà tắm bước ra, một cái mùi xà bông, mùi của nước, mùi lưu lại trên cơ thể chúng ta, tạo nên một cảm giác rằng rất 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 là sạch sẽ. Và chai nước hoa này nó có tên Thierry Mugler Colonial, với sự kết hợp của xả của Nellore tạo nên một cái tông mùi soppy, nó giống như là clean, sạch sẽ và fresh, clean fresh, sạch sẽ và dễ chịu. Anh em nào thích một cái tông mùi sạch sẽ, dễ sử dụng trong không gian hẹp và không muốn mọi người cảm thấy khó chịu khi mà chúng ta sử dụng nước hoa, đặc biệt là trong những ngày mùa hè nắng nóng khủng khiếp, thì đây, Mugler Colonial với cái mùi hương của xà bông, của sạch sẽ, nói chung rất rất là dễ chịu. Tuy nhiên có một cái điểm trừ khá đáng tiếc, đó là hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì không phải là quá tốt. Tất nhiên cái gì, mọi cái đều phải có một cái giá của nó. Chúng ta ưa thích một cái mùi hương nhẹ nhàng, sạch sẽ thì đổi lại cái hiệu năng mùi của nó sẽ không thể nào dữ dội, nó không thể nào mà bám dai dẳng trên da được. Rất rất là khó có những chai nước hoa mà đạt được cả hai tiêu chí như thế. Tuy nhiên gác lại cái chuyện bám thì mình cho sang lọ chiết, xịt dặm, không có vấn đề gì cả. Thì đây sẽ là một cái chai nước hoa rất rất là ok sử dụng trong không gian hẹp và không gây khó chịu cho mọi người khi ngửi. Rất rất là tuyệt vời. Đó, ở vị trí thứ tư, Thierry Mugler Colonial. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn chia sẻ đến các anh em là một chai nước hoa của nữ, và nó có tên là Angel. Thực ra dòng này có hàng phải đến gần 100 chai ấy. Đó, rất rất là nhiều phiên bản flanker. Đây là một chai nước hoa mà mình đánh giá là một trong những chai mùi common, mùi hương của ẩm thực, gọi là xuất sắc nhất thì không phải, một trong những chai nước hoa xuất sắc của mùi hương common, với sự kết hợp tuyệt vời và gọi là cân bằng rất là tốt giữa caramel và hoác hương. Đó, một cái mùi hương ngọt nhưng mà không ấy,
bởi vì nó có thêm khoác hương, nó giảm bớt đi cái độ ngấy, tạo nên một cảm giác rất là dễ chịu. Mặc dù chai nước hoa này là dành cho nữ nhưng mà anh em ta có thể hoàn toàn sử dụng một cách bình thường, đặc biệt anh em nào mà hảo ngọt. Hảo ngọt thì cũng nên thử chai nước hoa này, biết đâu chúng ta lại thích. Bởi vì nó thật là đến hiện tại bây giờ cái ranh giới giữa nước hoa nam và nước hoa nữ nó rất là mờ nhạt, rất là mờ nhạt. Quan trọng nếu chúng ta thích thì cứ lấy ra mà xịt. Và mình nhắc lại, đây là một mùi hương Gorman xuất sắc. Đó, giữa caramel và hoa hương. Ok. Thì vừa xong mình chia sẻ đến các anh em 5 chai nước hoa của nhà Thierry Mugler. Đối với mình thấy rất là ưng. Tất nhiên thì mỗi người một sở thích, mỗi người một gu mùi. Có thể là các anh em lại thấy thích những sản phẩm khác, thì đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Còn đối với mình, 5 chai nước hoa này là mình cảm thấy đã hiểu khá một khía cạnh nào đấy cái độc đáo mùi hương của nhà nước hoa này. Đó. Thì video của mình đến đây là hết. Và rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.